là màng não, là một thể, là ngoài phổi, nguy hiểm, tiên lượng nặng, tỷ lệ tử vong cao và di chứng thì nặng nề. Lao màng não xuất hiện khi mà vi trùng lao đi theo đường máu để mà lên não, màng não, gây nên lao màng não. Bệnh xảy ra ở mọi lứa tuổi, thường gặp nhất là lứa tuổi 20 đến 50, nam nhiều hơn nữ. Trẻ em thường gặp ở lứa tuổi 1 đến 5 tuổi. Tỷ lệ mắc lao màng não chiếm khoảng 5% ở những người bị bệnh lao. Về triệu chứng của lao màng não, triệu chứng khởi đầu là những cái triệu chứng không đặc hiệu như là nhức đầu, chóng mặt, ù tai, mệt mỏi, mê sảng, co giật khu trú. Những triệu chứng này thường dễ bị bỏ qua. Về sau thì các dấu hiệu của lao màng não xuất hiện rõ ràng hơn, như sốt cao kéo dài, thường tăng vào buổi chiều tối. Bệnh nhân bị đau đầu có thể khu trú hay là lan tỏa, đau liên tục hay là từng cơn, đau có thể âm ỉ hay là dữ dội, đau tăng lên khi có kích thích của ánh sáng, của tiếng động. Cho nên bệnh nhân có một cái tư thế nằm gọi là nằm co súng. Bệnh nhân nằm trong phòng yên tĩnh, quay mặt vào vách, co rúm người lại để tránh tiếng động và ánh sáng, giống như co súng. Ở giai đoạn này thì bệnh nhân nôn vọt không liên quan đến bữa ăn. Bệnh nhân bị rối loạn tiêu hóa, khi thì bỏng, khi thì bị tiêu chảy, đau bụng, đau nhức các khớp. Bệnh nhân bị rối loạn co thắt bàng quang, hậu môn, bí, tiêu tiểu và có khi tiêu dầm. Ở giai đoạn nặng này thì bệnh nhân sẽ bị yếu liệt chi, liệt các dây thần kinh sọ như là dây 3, dây 4, dây 6, dây 7. Bệnh nhân bị rối loạn về ý thức, rối loạn về tâm thần. Ở giai đoạn này nếu khám thì thấy có triệu chứng cổ cứng, cổ gượng, dấu Kernit dương tính, Kuczynski dương tính. Các dấu hiệu này có nói ở phần viêm màng não, các bạn xem ở video trước. Ở trẻ em thì hay bị quấy khóc, có thể do bé bị nhức đầu, do tăng áp lực nội sọ, bé bỏ bú, khám thì cái thóp nó phồng lên và có thể xuất hiện co giật. Những ai thì dễ bị mắc bệnh lao màng não nhất? Đầu tiên phải kể là những người mắc các bệnh lao khác như là lao phổi, lao xương, lao cột sống, lao tiết niệu, lao hạch, vân vân. Chính những cái vi trùng lao ở những cơ quan này nó theo đường máu đi đến não, màng não và gây nên lao màng não. Cái đó là những bệnh nhân bị suy dinh dưỡng, suy kiệt, suy giảm miễn dịch, giảm sức đề kháng. Cái đó là những bệnh nhân bị stress nặng nề, làm việc quá sức lực, dân gian gọi là lao lực. Những bệnh nhân bị nhiễm HIV, bị đái tháo đường, bị suy thận mãn, vân vân cũng là dễ bị lao màng não. Chẩn đoán xác định lao màng não thì như thế nào? Thì đầu tiên chúng ta căn cứ vào các dấu hiệu lâm sàng, sau đó làm các xét nghiệm về lao. Xét nghiệm về công thức máu thì có thể tăng bạch cầu, mà chủ yếu là bạch cầu lymphocyte, cho chụp X-quang phổi để phát hiện bệnh nhân có bị lao phổi, từ đó gây nên lao màng não. Hoặc là có những cái triệu chứng về xương, về cột sống thì ta cho chụp xương, chụp sống thắt lưng để phát hiện lao xương, lao cột sống. Xét nghiệm PCR về lao, xét nghiệm SGPT, MTP thì có thể dương tính. Ở bệnh nhân lao màng não thì có thể chụp do dịch não tủy, thì thường dịch não tủy có màu vàng chanh. Xét nghiệm tăng bạch cầu, chủ yếu là bạch cầu lymphocyte, và chụp do dịch não tủy này chúng ta sẽ cấy vi khuẩn lao ở trong dịch não tủy. Phương pháp cấy này rất hiệu quả, chẩn đoán xác định nếu mà dương tính, nhưng mà thường kết quả cho rất lâu, khoảng 2 tháng, cho nên chẩn đoán lao màng não thì tương đối chậm. Và có khoảng 50% là cho âm tính giả. Âm tính giả là khi có bệnh nhưng mà không thấy vi khuẩn lao. Về điều trị lao màng não thì như thế nào? Chúng ta biết rằng lao màng não là một bệnh nặng, diễn biến cấp tính, tiên lượng nặng nề, tỷ lệ tử vong cao và để lại nhiều di chứng. Vì vậy, bệnh nhân cần phải được điều trị tích cực tại bệnh viện trong thời gian đầu là 1 đến 2 tháng, cho đến khi xét nghiệm dịch não tủy tương đối ổn định, gần trở lại bình thường thì mới chuyển ra ngoài điều trị ngoại trú, thêm khoảng 10 tháng nữa. Điều trị lao màng não thì phải phối hợp kháng sinh điều trị lao liều cao ngay từ đầu. theo phác đồ điều trị kéo dài 12 tháng, gồm 2 giai đoạn, giai đoạn tấn công và giai đoạn diệt trị. Nếu trong quá trình điều trị có biểu hiện bất thường, nặng hơn thì phải nghĩ đến lao màng não bị kháng thuốc. Lúc đó phải thay thế phác đồ điều trị khác cho thích hợp. Phác đồ điều trị kháng lao bao gồm điều trị kháng lao ở người lớn và kháng lao ở trẻ em. Kháng lao ở người lớn thì cũng gồm 2 giai đoạn, giai đoạn tấn công và giai đoạn diệt trị. Giai đoạn tấn công gồm uống 4 loại thuốc Isoniazid, viết tắt là H, Rifampicin, viết tắt là R, Pyrazinamid, viết tắt là Z và Ethambutol, viết tắt là E. Sau giai đoạn tấn công uống 4 thứ trong vòng 2 tháng thì sẽ chuyển qua giai đoạn điều trị duy trì gồm 10 tháng, gồm 3 loại đối với người lớn, gồm Isoniazid, Rifampicin và Ethambutol. Ở người lớn có thể thay thế Ethambutol bằng chích Streptomycin tiêm bắp. Điều trị kháng lao ở trẻ em thì cũng 2 giai đoạn tấn công và duy trì. Giai đoạn tấn công cũng 2 tháng giống như người lớn, nhưng mà cái liều thì mình phải tính toán lại theo trọng lượng cơ thể. Cái đó là giai đoạn duy trì trong vòng 10 tháng, thì thay vì ở người lớn 3 thứ thì mình giảm còn 2 thứ thôi. Đó là Isoniazid và Rifampicin. Ngoài thuốc kháng lao thì có thuốc điều trị bổ trợ cho kháng lao, này là đặc biệt trong lao màng não, đó là dùng Dexamethasone. Mục đích dùng Dexamethasone là để chống tình trạng viêm dính ở cái màng não. Dexamethasone được sử dụng 8 tuần, trong đó 4 tuần đầu thì dùng dạng tiêm mạch và 4 tuần sau thì chuyển sang dạng uống. Tuần thứ nhất tiêm Dexamethasone tĩnh mạch, dùng liều 0,4 mg mỗi kg cân nặng mỗi ngày, và tuần thứ hai thì từ 0,4 mình chuyển còn 0,3, tuần thứ ba thì mình chuyển còn 0,2 mg mỗi kg cân nặng tiêm mạch, tuần thứ tư thì giảm xuống còn 0,1 mg mỗi kg cân nặng tiêm mạch. Với một cái ống 4 mg thì một bệnh nhân 50 kg thì mình có thể dùng 5 ống 4 mg là tương đương 20 mg để mình tiêm từ tuần lễ thứ nhất, sau đó giảm từ 5 ống còn 4 ống còn 3 ống còn 2 ống. Sau đó thì chúng ta chuyển qua Dexamethasone dạng uống. Cái viên uống hàm lượng là 0,5 mg mỗi viên thì cũng uống làm 4 tuần sau khi tiêm tĩnh mạch. Dexamethasone tuần đầu thì uống 4 mg 8 viên, sau đó xuống còn 3 mg tuần thứ hai, sau đó còn 2 mg tuần thứ ba và 1 mg ở tuần thứ tư. Mục đích giảm liều Dexamethasone những dạng này tránh tình trạng bệnh nhân bị suy do thượng thận cấp, gây nên một hội chứng gọi là hội chứng Cushing do thuốc corticoid. Về theo dõi điều trị bệnh nhân dùng thuốc lao màng não thì chúng ta phải theo dõi dịch não tụy mỗi tháng 1 lần trong vòng 2 tháng điều trị tấn công, và theo dõi dịch não tụy mỗi 3 tháng 1 lần trong vòng 10 tháng điều trị duy trì. Vì một số thuốc kháng lao gây ảnh hưởng đến chức năng gan, cho nên chúng ta phải xét nghiệm về men gan như là SGOT, SGPT, sau này là AST và ALT. Xét nghiệm chức năng gan này mỗi tháng 1 lần trong giai đoạn tấn công và mỗi 3 tháng 1 lần trong giai đoạn duy trì. Nếu có tổn thương gan do điều trị thuốc kháng lao thì chúng ta phải hội chẩn về chuyên khoa tiêu hóa gan mật để chỉnh lại liều lượng thuốc cho thích hợp. Tóm lại, lao màng não là một thể lao ngoài phổi cấp tính nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao và để lại di chứng nặng nề. Vì vậy, bệnh cần phải được phát hiện sớm, điều trị đúng phác đồ. Đủ thời gian là 12 tháng, gồm 2 giai đoạn là giai đoạn tấn công và giai đoạn duy trì. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Nếu thấy video này hay, hãy chia sẻ cho mọi người cùng biết. Và nếu có thắc mắc gì hãy comment bên dưới video. Hãy đăng ký, subscribe kênh Doctor Tien để nhận được những video tiếp theo. Xin cảm ơn.